Hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại với câu chuyện của bài toán Logistics, nhưng mà chúng tôi sẽ nhìn nó ở một cái góc độ nó lớn hơn, rộng hơn và nó vĩ mô hơn. Thời gian Covid vừa rồi thì thị trường sẽ thấy có một cái bức tranh rất là rõ nét về cái đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Nó nằm trong cái bức tranh là sự phát triển của ngành trong khu vực và trên thế giới tạo ra những cái thử thách cho thị trường Việt Nam. Có khi một ngày nào đó chúng tôi ngủ dậy và với cái booking có thể là mới một tuần thôi và cái chi phí cước nó tăng lên tới 1000%. Thì bây giờ chị Phi Vân muốn quay trở lại để nói cái câu chuyện của tương lai. Đến bây giờ ở Việt Nam mình vẫn chưa có một cái doanh nghiệp công nghệ nào phát triển được một cái hệ thống phần mềm về quản lý cảng biển quốc tế. Đây cũng là một cái thị phần mà các bạn có thể đi đến. Đó, chị Phi Vân coi như là một cái problem statement, một cái lời mời cho tất cả mọi các bạn startup công nghệ đang có quan tâm đến ngành logistics. Chúng ta sẽ phải mạnh hơn, chúng ta sẽ linh hoạt hơn, phải có những cái sếu đầu đàn. Là một trong những con sếu đầu đàn. Thì Huệ nghĩ gì về cái tương lai phía trước của ngành Logistics? Nhìn về tương lai thì em hoàn toàn tự tin vào một cái rất là màu hồng. Từ khóa cuối cùng mà Phi Vân học được ngày hôm nay đó là niềm tin. Trên đường đi đến thì rõ ràng là mình hết nước mắt rồi. Nhưng mà khi mình đến đó mình thấy cái đám cháy đó, thường thực thì tự nhiên mình có một cái động lực giống như mình tiếp được thêm lửa trong cái con người của mình về cái một cái năng lượng là mình sẽ phải vượt qua. Và chị rất là thích cái năng lượng đó, bởi vì mình không có năng lượng đó mình không làm được gì hết. Cái team đã có được rất là nhiều kháng thể để đối diện với là đại dịch, từ trong đống tro tàn mình có đứng lên được, huống gì từ đại dịch. Có khi nào đại bàng lửa nhỏ một giọt nước mắt không? Đại bàng có thể nhỏ nước mắt trước khi nó tung cánh để nó bay lên trời xanh. Xin chào và chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với chương trình Nguy cơ mùa 2, bài toán tương lai. Thì trong cái sự khó khăn, trong những thử thách của đại dịch lần này, Phi Vân và ekip cũng vẫn tiếp tục hết sức là cố gắng để mang đến cho các bạn một cái chương trình nó hay, nó bổ ích và nó có những cái thiên hướng tích cực để giúp cho các bạn bước tiếp vững vàng trên cái hành trình vào tương lai. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại với câu chuyện của bài toán Logistics, nhưng mà chúng tôi sẽ nhìn nó ở một cái góc độ nó lớn hơn, rộng hơn và nó vĩ mô hơn. Nó sẽ liên quan đến tất cả những vấn đề về vận chuyển, về đường biển, đường hàng không, về cảng, về kho và cả những cái việc vận chuyển trong nội địa để mang hàng hóa đến với lại từng cái khách hàng một. Thì chúng tôi xin mời các bạn theo dõi một câu chuyện với lại một người nữ tướng trong ngành Logistics, chị Phạm Thị Bích Huệ, sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Western Pacific, hiện nay cũng là phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Chào em Huệ. Chào chị Phi Vân và chào quý khán giả. Hôm nay á là hai chị em mình ở hai đầu cầu đúng không? Em ra Hà Nội rồi, chị thì vẫn còn ở trong Hồ Chí Minh. Thì để mở đầu cho cái chương trình nguy cơ, thường thường là chị Phi Vân sẽ có một cái mini game để hỏi các khách mời một số những cái ý kiến cá nhân của mình. Thì ở đây chị Phi Vân có bốn cái phép tính là cộng trừ nhân chia. Thì nếu như mà cộng và nhân là cơ và trừ và chia là nguy, thì không biết là với một cái nữ doanh nhân mà được mệnh danh là bông hồng thép như là Huệ thì Huệ sẽ chọn cái phép tính nào? Em sẽ chọn phép tính nhân. Bởi vì khi mình xác định mình là một người doanh nhân thì em nghĩ rằng cái tính mà tìm kiếm cơ hội kinh doanh hay là những cái cơ hội để phát triển bản thân mình và doanh nghiệp mình trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào thì em nghĩ đều là yếu tố then chốt. Và nhân đây thì doanh nhân là những người đi đầu, vì vậy ngay cả cái tốc độ hay là tất cả những cái gì nỗ lực đều phải nhân đôi là tối thiểu, nên em nghĩ rằng là cái tính nhân không biết là có tham quá hay không. Chị Phi Vân cảm ơn Huệ. Chị Phi Vân lấy cái hộp phép tính nhân và có 3 câu hỏi từ trong cái hộp đó, chị Phi Vân sẽ đọc. Thì câu hỏi đầu tiên là: nếu được quay ngược thời gian, bạn muốn thay đổi điều gì? Đến bây giờ trên con đường em đi và đến hiện tại bây giờ, em rất là bằng lòng với tất cả những cái gì mình đã lựa chọn. Em nghĩ là em cũng không quay lại để lựa chọn, mà em vẫn tiếp tục đi tiếp. Đó có lẽ là câu chuyện của một người đang rất là hạnh phúc đó ha. Có thể là một con người có cái tư duy tích cực của em, luôn luôn trong mọi hoàn cảnh đều em cảm thấy là có một cái cơ hội và có cái động lực đi tới. Câu hỏi thứ hai: nếu có thể trở thành một người khác, bạn sẽ trở thành ai?
Câu này hơi khó nhỉ. Bởi vì thứ nhất là em đã quay đầu, bây giờ chị vẫn cứ muốn là em phải có một ước mơ thứ hai. Thật ra thì nếu như mà có thể trở thành một người khác thì em sẽ muốn là một người đi về lĩnh vực giáo dục. Trong sâu thẳm thì em vẫn thích trẻ em. Có một cái ước mơ được làm trong cái lĩnh vực giáo dục và nó có những cái cơ hội tương tác với các đối tượng khách hàng của mình, đó chính là các em thiếu nhi và trẻ em. Vì đó em nghĩ là nó sẽ, chắc nó sẽ làm cho em nó mềm hơn để không có mang cái tính thép như bây giờ. Ok, bây giờ chị sẽ sang câu hỏi thứ ba nha. Nếu một ngày mất hết tất cả thì bạn muốn giữ lại thứ gì nhất? Mất hết tất cả thì em vẫn muốn giữ lại ý chí. Tại sao lại là ý chí? Từ lúc khởi nghiệp cho đến bây giờ, Huệ nghĩ rằng không phải là Huệ giỏi, không phải là Huệ thông minh gì, mà Huệ nghĩ rằng cái mà cá nhân có được đó chính là cái ý chí mà mình luôn luôn đeo bám và có một cái sự quyết tâm với cái ý chí của mình. Đó là một từ khóa mà chị Phi Vân nghĩ là cần thiết cho tất cả mọi người và trong mọi thời đại. Thì để mở đầu chương trình Nguy cơ sau cái mini game thì chắc là cho chị Phi Vân nhìn vào cái bức tranh tổng thể của cái ngành logistics một chút, bởi vì là có thể nói là khi COVID bắt đầu và đến ngày hôm nay sau rất là nhiều đợt bùng phát COVID lại thì cái ngành logistics và có lẽ là cái chuỗi cung ứng nó là một trong những cái ngành mà nó bị gián đoạn nhiều nhất, không những chỉ tại Việt Nam mà trên thế giới. Theo Huệ nghĩ thì tất cả các ngành đều có cái sự ảnh hưởng rất là lớn. Và nhưng trong cụ thể riêng về ngành logistics thì là một cái ngành là tương đối bị biến động quá nhanh so với các cái mặt bằng chung. Trong thời gian vừa qua nó chuyển hẳn từ một cái xu thế, nếu như trước đây 10 năm về trước khi mọi người nói đến khái niệm về logistics thì đều nghĩ rằng là ngành logistics là cái ngành phục vụ cho hàng hóa giao thương xuất nhập khẩu. Nhưng trong thời gian vừa qua thì cái ngành logistics nó đã từ từ, nó không còn là một, nó phục vụ cho cái thị phần hàng hóa xuất nhập khẩu nữa, mà nó trên 50% nó phục vụ cho thị phần tiêu thụ nội địa, và cụ thể là đi theo sự tăng trưởng đột biến của thương mại điện tử. Thì nó yêu cầu về cái việc là một là đổi mới về công nghệ rất là nhanh, và thứ hai là chi phí vốn này thì các thương mại, trung tâm thương mại điện tử nó đi đôi với các cái trung tâm logistics. Và với cái suất đầu tư, một những cái trung tâm logistics sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu chúng ta không có được cái nguồn vốn lớn. Thì thật ra là cái bức tranh chung về quy hoạch logistics của Việt Nam trong mấy chục năm về qua thì chúng ta có một cái điểm yếu là việc quy hoạch không đồng bộ, dẫn đến những cái việc là các cái hạ tầng facility của logistics phát triển đi theo rất là khó. Và một cái thách thức nữa thì nó liên quan với cái như hồi nãy chia sẻ với chị là về vốn. Thị phần logistics ở Việt Nam đang bị ngày càng thu nhỏ lại và nó càng lớn lên trong tay của các cái tập đoàn đa quốc gia. Họ có kinh nghiệm, họ có network và họ có cái khả năng về tài chính rất là lớn. Ngành logistics hiện tại với phía Việt Nam thì chúng ta có những cái hoàn toàn thụ động. Thứ nhất là chúng ta không có đội tàu. Nên việc thời gian vừa qua thì rõ ràng cái biến động mà mọi người đi xin được một booking, một container thì giống như là một cái phần thưởng rất là lớn. Bởi vì tất cả các đội tàu thì đang được chi phối bởi các tập đoàn đa quốc gia nước ngoài. Việt Nam chưa có tham gia vào trong thị trường đội tàu quốc tế. Nên vì vậy, việc mà tăng giảm trong tổng chi phí của logistics thì nó có cái cost, cái cước về các cái cước về freight và cái transportation thì nó rất là cao, chiếm thị phần rất là lớn trong tổng chi phí của ngành. Nhưng mà chúng ta không kiểm soát được. Như vậy mình vừa mới thấy một cái bức tranh của toàn cảnh của ngành logistics và nó nằm trong cái bức tranh là sự phát triển của ngành trong khu vực và trên thế giới tạo ra những cái thử thách cho thị trường Việt Nam. Tuy nhiên là đối với lại thời gian COVID vừa rồi thì nó có thêm những cái thử thách gì khác không hả Huệ? Thời gian COVID vừa rồi thì thị trường sẽ thấy có một cái bức tranh rất là rõ nét về cái đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Và thách thức ở đây là có khi một ngày nào đó chúng tôi ngủ dậy và với cái booking có thể là mới một tuần thôi và cái chi phí cước nó tăng lên tới 1000%, có nghĩa là tăng lên 10 lần. Và hoàn toàn là bị gãy tất cả những cái đàm phán và những cái kế hoạch kinh doanh. Và chúng tôi không có một cái chiến lược dài hơi cho cái ngành mà chúng tôi vẫn phải nghe ngóng, thăm dò thị trường và thích nghi với tính thực tế. Nên đôi khi cũng không còn những cái hợp đồng dài hạn đi với các đối tác như trước đây. Và những cái giải pháp mà ngành đã có để mà chuyển động và chuyển đổi về phía trước thì nó là những cái gì? Thật ra so với mặt bằng chung trong đại dịch vừa qua và hiện tại bây giờ thì ngành logistics vẫn là một ngành có những con số chỉ số vẫn tốt hơn so với các ngành khác. Ở đây thì chúng ta có thể phân tích rằng hai loại. Nếu như đối tượng logistics mà phục vụ cho cái hàng xuất nhập khẩu thì rõ ràng là có sự ảnh hưởng rất lớn.
và nó giảm rất nhiều. Nhưng nếu như có những cái chuyển hướng, những cái doanh nghiệp mà đã có những cái đầu tư về logistics để phục vụ cho cả cái thị trường tiêu thụ nội địa, thương mại điện tử, thì ngược lại là có sự tăng trưởng rất là tốt. Các doanh nghiệp logistics của Việt Nam đang phát triển trong thời gian trước cho đến bây giờ thì tương đối là manh mún và nhỏ lẻ. Các doanh nghiệp đôi khi tham gia vào cái gọi là một cái công ty vận tải thì cũng gọi là một công ty logistics, hay là một công ty đi khai thuê hải quan thì cũng đang gọi là công ty logistics. Thế trong cái thị phần thì hầu như các doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta đang đi vào cái thị phần này là phần lớn. Mà cái thị phần này với các doanh nghiệp nước ngoài và các cái doanh nghiệp lớn thì họ chỉ đây là một trong các cái chuỗi để họ cung cấp, cho họ không có tách rời ra như thế này. Còn một cái thị phần nữa là các cái doanh nghiệp mà có nắm các cái tài sản về logistics, các cái facility của logistics, thì hầu như các doanh nghiệp này đều đi lên từ doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hóa. Đó là có thể là cảng hay là những công ty về kho vận, thì đều đâu đó phần lớn theo phải nghĩ thì nó cũng khoảng trên 80-90% các cái doanh nghiệp truyền thống đó đều là từ cái quá trình cổ phần hóa của nhà nước lên. Nếu như mà các cái doanh nghiệp mà chỉ đi theo cái việc rời rạc này thì cái việc là chỉ cái tính mang tính là thời vụ, và với cái sự phát triển mạnh của ngành như bây giờ thì rõ ràng nếu chúng ta không có cái sự chuyển biến và nhìn lại thì thật ra bản thân tôi cũng đã nhìn những cái doanh nghiệp, đã gặp một số các anh em, những người bạn vận hành trong ngành đã gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì cái việc là chuyển đổi nó quá chậm và nó không có thích nghi được với thị trường. Thì ngược lại mình vẫn có những cái cơ hội, trong nguyên mình vẫn nhìn thấy có được những cơ hội. Cái cơ hội thứ nhất là bởi vì thế thì các cái trung tâm logistics và thương mại điện tử đang nổi lên và đều đòi hỏi những cái vị trí về đất, những cái vị trí để tạo ra những cái hạ tầng thiết yếu cho ngành. Thì nếu như chúng ta có được những cái sự liên kết lại với nhau và cũng có những cái kiến nghị với phía chính phủ để tiếp cận được những quy hoạch như vậy sớm nhất và đồng bộ từ ban đầu, thì chúng ta sẽ có thể đi nhanh hơn các cái tập đoàn đa quốc gia nước ngoài, bởi vì các cái thủ tục pháp lý về các cái thủ tục mà để điều kiện để tiếp cận với đất đai, với cái nguồn tài nguyên thì rõ ràng hơn ai hết chúng ta sẽ phải mạnh hơn, chúng ta sẽ linh hoạt hơn. Và tôi nghĩ nếu cái này thì một đó là phải có những cái xéo đầu đàn, phải có những cái doanh nghiệp xéo đầu đàn tạo ra những cái hiệu ứng, những cái chợ mới, những cái trung tâm mới để từ đó và có điều tiết thị phần, thị trường trong một cách thích hợp nhất. Bây giờ chị Phi Vân muốn zoom in một chút xíu và nói về hiện trạng của doanh nghiệp mà Huệ đang dẫn dắt. Thì cho chị Phi Vân hỏi là như vậy thì nếu nói về thử thách trong thời gian vừa qua thì nó là gì, và Huệ đã làm gì để đưa ra những giải pháp gì để mà giải quyết được những thử thách đó? Thứ nhất, em cũng là một doanh nghiệp logistics và các cái thử thách của em cũng không ngoại lệ với những thử thách mà em đã chia sẻ với chị Vân. Thì chắc có lẽ là chị Phi Vân cũng là người bạn thì cũng đã biết được là cách đây khoảng 2 năm mấy thì doanh nghiệp Western Pacific của Huệ thì có một cái sự cố là một cái doanh nghiệp thuê lại cái trung tâm logistics một phần nhỏ trong đó và gây ra một cái sự hỏa hoạn cháy thiêu hủy hết tất cả hệ thống kho 30.000 m², 8 tầng kệ đầy dưỡng, nghĩa là hàng hóa, và hàng hóa ở đây thì hàng hóa của khách hàng rất là nhiều. Em đã muốn chia sẻ lại về cái gọi là cái tính tư duy tích cực và cái việc nhìn nhận những cái cơ hội ở trong nguy. Ngay cái thời điểm mà cháy, mình nhìn cái đám khói cháy thì trên đường đi đến thì rõ ràng là mình hết nước mắt rồi. Nhưng mà khi mình đến đó mình thấy cái đám cháy nó hừng hực thì tự nhiên mình có một cái động lực, giống như mình tiếp được thêm lửa trong cái con người của mình về cái một cái năng lượng là mình sẽ phải vượt qua. Và ngay cái thời điểm đó thì tư duy rằng là thôi, mình sẽ cố gắng là cái trung tâm này, trong cái quá trình đầu tiên là cái trung tâm đầu tiên của mình xây, nó có rất là nhiều những cái khiếm khuyết mà mình chưa được trải nghiệm thực tế. Thế bây giờ mình nghĩ thôi, phải đây cũng là một cái dịp để có thể là mình làm mới lại một cái trung tâm mà dựa trên những cái tính tích cực, những cái sửa chữa mà trước đây mình đã không sửa được. Bởi vì xây dựng một cái trung tâm 30.000 m² thì chị nghĩ nó là một cái dự án khủng đối với một phụ nữ như em. Thứ hai nữa thì mình phải đối diện thực tế với lại vấn đề của mình, nếu đau thì cũng phải đau chứ không thể cứ suốt ngày âm ỉ cái vết thương ở trong người. Và đối diện lại thực tế thì việc thử thách đầu tiên là phải đi tiếp. Và thời điểm đó thì Huệ xác định mình giống như là một con ngựa mà khi mọi người bịt hai bên thì mình chỉ có một cái hướng trước, không còn một cái đường để nhìn ngang nhìn dọc, mình sẽ phải đi. Chị Vân biết là để tập trung cho cái việc đó thì không nghe bất cứ điện thoại gì. 2 tháng trời chỉ một ngày nào cũng làm việc 16 tiếng mà không thời gian để trang điểm, không thời gian để nghĩ mình là phụ nữ nữa. Mà bởi vì đây không phải là vấn đề về tiền mà vấn đề với những cái thủ tục pháp lý.
phía sau nó có mấy chục khách hàng mà họ đang tổn thất rất là lớn. Và qua cái việc này thì mình lại thấy được là trong cái thử thách mình đã vượt qua, và đến thời điểm này thì cũng tương đối tự tin để chia sẻ rằng doanh nghiệp Western Pacific đã vượt qua được thử thách. Và trong cái thử thách đó mình cũng có được những cái cơ hội để mình nhìn lại mình. May nhất là lúc mình đã nhìn là lúc bắt đầu mình đã tái cấu trúc rồi thì đại dịch đến. Nên cái việc mà ứng phó với đại dịch thì cái team đã có được rất là nhiều kháng thể để đối diện với là đại dịch. Nên đó là một trong những lý do mà bên cái hệ của Western Pacific bị ảnh hưởng. Nhưng mọi người đều có một cái tinh thần rất là lạc quan, và lúc nào cũng cười là từ trong đống tro tàn mình có đứng lên được, huống gì từ đại dịch. Thật ra là em rất đam mê về cái ngành làm logistics, chứ không phải nghĩ đến cái chuyện là đếm được bao nhiêu tiền, mà rất là mê về cái chuyện là cải tiến, về cái chuyện là hôm nay luôn luôn trong công ty phải nói với các bạn là giải pháp. Thật ra là nếu hiểu về nghĩa đơn giản nhất về logistics chính là giải pháp thôi, một cái giải pháp tối ưu. Thế thì logistics là cái người phải đưa ra cái giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng, tối ưu về con người, về chi phí, về thời gian và về tất cả. Chỉ đơn giản giống như là một cái người vào đảm quán xuyến được mọi việc trong điều kiện tốt nhất, thì đó là chính là cái ngành logistics. Thế thì với cái việc đó thì mọi người tham gia vào ngành này tồn tại hay không tồn tại nằm ở chỗ thích nghi. Trong 15 năm làm người dẫn đầu về Western Pacific thì luôn luôn là cái tư duy cải tiến, tư duy học hỏi từ xung quanh nó phải đặt lên hàng đầu. Bởi vì ngày hôm nay có thể tốt nhưng ngày mai đối thủ sẽ hơn, và thế giới phẳng, các tập đoàn đa quốc gia lúc nào có thể nhảy vào. Thì cái việc mà thách thức về cái chuyện là chuyển biến mình nhanh nhất để thích nghi với thị trường, với xu thế là một trong những thách thức cũng rất lớn. Cái thách thức thứ ba nữa là về đầu tư, về tài chính và công nghệ. Với ngành logistics thì ở Việt Nam vẫn còn chưa có rõ ràng trong việc định danh thuộc ngành nào, nhóm nào. Nên trong cái việc những ưu đãi hay tiếp cận với nguồn vốn tương đối khó khăn. Như với doanh nghiệp của Huệ thì Western Pacific thật ra là chúng tôi tiếp cận nguồn vốn từ Nhật Bản lại đang dễ hơn ở Việt Nam. Xu thế về đổi mới, về công nghệ, về tất cả những ứng dụng, nó cũng là một trong những cái thách thức mà mình phải thay đổi hàng ngày trong ngành logistics. Nhắc đến công nghệ thì chị Phi Vân cũng muốn hỏi luôn là như vậy thì trong cái thời gian gián đoạn vừa rồi của Covid, mọi người nói rất là nhiều đến chuyển đổi số. Thì không biết là đối với doanh nghiệp của Huệ thì hiện nay là cái dự án chuyển đổi số nó có hay không, và nó đã đến những cái giai đoạn như thế nào rồi? Trước đại dịch, bất cứ năm nào thì em cũng sẽ có ít nhất là 5 đến 10 chuyến đi nước ngoài. Thật ra là mọi người nghĩ là đi chơi, nhưng mà luôn luôn đi rồi học hỏi từ các nơi, từ các nước, từ các cái mô hình thành công, sau đó về mình áp dụng lại được trong khả năng của mình. Western Pacific cũng vẫn đã đi tiên phong trong việc ứng dụng về chuyển đổi số và áp dụng công nghệ trong vận hành và quản lý. Tất nhiên so sánh với các tập đoàn nước ngoài thì rõ ràng mình vẫn còn những cái hạn chế rất là lớn. Hạn chế đây là một là ngành logistics nó còn quá non trẻ ở Việt Nam, nên để sử dụng các cái đối tượng mà phục vụ cho các cái nhà thầu để phục vụ cho cái công nghệ số của mình là hầu như là rất là khó. Nếu có chăng nó phải kết hợp giữa từ nước ngoài cộng với lại bên đội ngũ, và đây đôi khi là nó phải là đội ngũ in-house, chứ còn thuê bên ngoài ra thì không áp dụng được thực tế. Bởi vì như chia sẻ với chị rằng logistics là solution, là một cái giải pháp đo ni, nên mình không thể đi thuê một công ty công nghệ ở ngoài thị trường để áp dụng cho mình. Nếu mình làm được như vậy thì 100 doanh nghiệp khác đều cũng làm giống mình, thì nó sẽ không có một cái sự unit cho chính cái công ty của mình và cho chính đo ni cho khách hàng của mình. Nên cái việc phát triển và ứng dụng công nghệ trong logistics là một thách thức cho các doanh nghiệp. Bản thân bên Western hay bên các hệ thống công ty như trong Western tham gia đầu tư và vận hành, chúng tôi đều phải tự có một cái đội ngũ chuyển đổi từ cái ngôn ngữ quy trình của nghiệp vụ của chính mình, sau đó thì phải đo ni chuyển qua thành ngôn ngữ số hóa và áp dụng. Thì đôi khi mình vừa áp dụng như thế này thì bắt đầu ngày mai có một cái nhà đầu tư từ nước ngoài, một ông logistics, ông vào ông là mang một cái xu thế mới, mình chưa kịp hoàn thì mình lại luôn luôn cứ phải bị thay đổi, nên nó cực kỳ thách thức cái vấn đề số. Và hiện tại bây giờ thì Western vẫn làm, nhưng mà về cá nhân em thì em cảm thấy là em vẫn chưa bằng lòng với cái việc chuyển đổi số của Western, bởi vì vẫn còn có nhiều các cái phần mềm, nhiều các cái ứng dụng nó chưa liên hoàn lại được với nhau và chưa có tối ưu hóa theo kiểu là điều chỉnh nhanh. Ừ.
Chương trình nguy cơ mùa 2 thì nó tập trung vào giải bài toán của tương lai. Thì nãy giờ mình đã nói về những cái thách thức của ngành, mình nói về những cái thách thức riêng của doanh nghiệp mà Huệ đang dẫn dắt. Thì bây giờ chị Phi Vân muốn quay trở lại để nói cái câu chuyện của tương lai. Thì đối với một người mà đã lâu trong ngành và là một trong những con sếu đầu đàn, thì Huệ nghĩ gì về cái tương lai phía trước của ngành logistics tại Việt Nam? Thật ra là nhìn về tương lai thì em hoàn toàn tự tin vào một cái rất là màu hồng của ngành. Bởi vì bây giờ tại chính phủ đã rất là quan tâm đến logistics, các địa phương, các lãnh đạo địa phương khi quy hoạch các cái vùng, các khu công nghiệp đều có đặt cái vấn đề về logistics đồng hành. Thứ hai, tư duy của mọi người đã nhìn nhận về đánh giá được cái vai trò quan trọng của logistics trong nền kinh tế, và các cái dịch vụ mà thuê ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đang ngày càng tăng, thì rõ ràng logistics đang phát triển theo một cái hướng sâu hơn. Chị Phi Vân cũng có dịp là nghe rất là nhiều và gặp rất là nhiều những cái bạn startup chuyên về công nghệ cho ngành logistics. Thì không biết là từ góc độ của một người chuyên môn trong ngành thì Huệ nghĩ gì về cái xu hướng mà các bạn startup đang phát minh ra những công nghệ mới cho ngành? Nếu như các bạn muốn khởi nghiệp vào trong lĩnh vực này thì thứ nhất các bạn phải am hiểu thật là sâu về ngành. Một chuỗi về logistics hiện tại từ bước thấp nhất đến bước cao nhất, thì nếu như có các cái giải pháp mà các bạn khởi nghiệp về startup về ngành công nghệ mà có được cái giải pháp kết nối lại tất cả các cái chuỗi cung ứng, các cái chuỗi trong cái hệ móc xích của logistics thì em nghĩ là một thị trường rất là tốt. Chia sẻ với chị Vân là cảng biển là một trong những ngành cốt lõi bất cứ quốc gia nào và cụ thể như Việt Nam, nhưng mà đến bây giờ ở Việt Nam mình vẫn chưa có một cái doanh nghiệp công nghệ nào phát triển được một cái hệ thống phần mềm về quản lý cảng biển quốc tế. Công ty cảng quốc tế Long An vẫn phải sử dụng một ít từ bên này, một ít từ bên kia gấp ghép lại. Thế thì bây giờ nếu đây cũng là một cái thị phần ngách mà các bạn có thể đi đến, và nếu các bạn liên kết lại được với nhau và kết hợp những cái xu thế mới, đồng thời có những cái cải tiến và đo ni thích nghi, thì em nghĩ sẽ rất là tốt. Và nếu như vậy thì thị phần logistics nó cũng bớt được một cái thách thức về chuyển đổi số mà công nghệ như em đã chia sẻ trước đó. Chị Phi Vân coi như là một cái problem statement, một cái lời mời cho tất cả mọi các bạn startup công nghệ đang có quan tâm đến ngành logistics. Chị Phi Vân quay trở lại với bài toán tương lai, và rõ ràng là Huệ nhìn vào tương lai là màu hồng, và Huệ rất là tích cực với lại cái sự phát triển trong tương lai đó, và chị rất là thích cái năng lượng đó. Bởi vì mình không có năng lượng đó mình không làm được gì hết. Thì không biết là một cái kế hoạch hành động, ví dụ như là trong 30 ngày tới, thì với một người nữ doanh nhân mà trải qua nhiều thách thức như vậy, trong một cái ngành thách thức như vậy, thì những cái gạch đầu dòng mà Huệ sẽ làm như một cái action plan cho mình, nó sẽ nhìn ra làm sao? Trước khi một tiếp cận với một cái dự án mới, một mời gọi từ phía chính quyền về các cái quy hoạch về logistics, thì em đều phải đích thân em phải đến, mắt mình phải nhìn và chân mình phải đạp lên cái khu đất đó, mình cảm nhận nó trên Google Maps, mình cảm nhận về kết nối, xong rồi có đôi khi bắt tài xế là phải chạy vòng vòng xung quanh. Không phải là ví dụ như đầu tư Hà Nội thì không phải vòng Hà Nội, chạy xung quanh ông Hà Nội, đi tới Hải Phòng bằng con đường nào, đi đường sông bằng đường nào, đi, tức là cái tư duy mà giống như cái bản đồ Google Maps nó luôn luôn tồn tại ở trong em. Nên trong 30 ngày thì em vẫn, một tháng có 30 ngày thì luôn luôn có ít nhất là 1 đến 2 lần có những chuyến khảo sát thực tế. Hiện tại bây giờ thì Western cũng đang triển khai mấy dự án ở ngoài phía Bắc. Thì trong tháng thì đầu tiên, thứ nhất là nếu trong điều kiện mà có thể đi lại đường thì việc đầu tiên ít nhất là sẽ có 2 ngày đi xuống các cái khu vực và cảm nhận ở đó, nhìn trời đất và cảm nhận những cái kết nối giao thông, và có khi nhắm mắt lại để tưởng tượng trong tương lai khu vực này nó sẽ như thế nào và cái trung tâm logistics sẽ như thế nào. Tụi em cũng đang ấp ủ trong quá trình đang nghĩ đến một cái trung tâm logistics cấp quốc gia. Ngược lại thì mỗi một ngày luôn luôn tụi em đều có một cái team về ngồi với nhau lại, ngồi với nhau về kết nối, về ra cái phương án, rồi thậm chí còn vẽ ra một cái bức tranh của vùng sau 5 năm nữa. Bởi vì khi mình đã đi vào cái logistics chuỗi thì đôi khi mình phải có cái tầm nhìn trước cái tầm nhìn của các nhà máy sản xuất, mình phải có được những cái, mình mới chiếm được những cái lợi thế này. Thì việc trong 30 ngày ít nhất là có 2 ngày, và như vậy thì sẽ có 4 ngày ngồi về quy hoạch chung, và đồng thời sẽ có ngồi về chuyện là cải tiến. Có một điểm nữa là cá nhân em thì là người em có thể cân bằng và giải quyết được ít nhất là 5 đến 10 việc cùng một lúc, đang làm việc này xong rồi có thể bỏ để nghe cái điện thoại khác để giải quyết cái vấn đề điện thoại. Và cái việc mà thích nghi và cân bằng sau đó thì luôn luôn về cá nhân em thì sẽ cuối tuần là cái ngày hầu như là sẽ không thích làm việc vào cuối tuần, và thứ bảy và chủ nhật sẽ là cái ngày thư giãn và có những cái khoảng lặng để ngồi
nhìn lại trong tuần vừa qua có những việc gì làm được, có những việc gì chưa, và những cái việc gì chưa thì mình tuần tới mình sẽ làm như thế nào. Với một đại bàn lửa luôn luôn là mình không thích lẫn vào đám đông và luôn luôn tích cực đầy năng lượng, làm giỏi nhất tất cả những vai diễn mà mình cần phải có ở trong cuộc sống, thì không biết là có khi nào đại bàn lửa nhỏ một giọt nước mắt không ta? Đại bàng có thể nhỏ nước mắt trước khi nó tung cánh để nó bay lên trời xanh. Và là doanh nghiệp thì rõ ràng nếu mà không nói rằng là không có những cái phút động và có những phút rất là đơn độc thì là không phải. Trong cách đây 3 năm đó chính là những cái lúc mà có những cái thời khắc ban ngày thì phải đối diện với tất cả những cái áp lực để giải quyết cái vụ cháy. Rồi vẫn còn phải có một cái năng lượng tích cực để cho các bạn đỡ ngủ, đỡ mất niềm tin. Đêm về thì em cũng không loại trừ được có những cái phút đắng và hoàn toàn không ngủ được. Nhưng mà rồi sau đó thì cũng may là thông thường trước đây thì có những cái thời khắc như vậy thì em thường giải quyết bằng cách là em thích nhất là cái cảm giác mà một mình ở trước biển. Có khi khóc sưng hết mắt, khóc xong rồi lau nước mắt đứng dậy đi về, thì tức là những cái đối diện với chính mình thì chắc chắn là nữ mà cũng sẽ có những cái mềm lòng. Nhưng mà vấn đề là mình sẽ biết mềm những cái thời khắc nào nó phù hợp. Em chia sẻ mà chị Phi Vân xúc động luôn á, ngồi bên đây màn hình mà rất là xúc động luôn á. Không biết là bây giờ mình kết chương trình lại thì chị Phi Vân muốn em hãy suy nghĩ về một cái từ khóa nào đó mà mình sẽ lấy ra, mình bỏ vô trong một cái hộp xinh xinh, mình gói lại, mình đóng nó, gói nó như một cái món quà để mình gửi cho tất cả khán giả của chương trình ngày hôm nay. Thì cái từ khóa mà em sẽ gói và tặng cho khán giả nó là từ khóa nào? Trước khi đi vào một từ khóa thì em muốn mọi người biết rằng là qua cái trường hợp case study của em, sự việc xảy ra cách đây gần 3 năm của em, cả nước cũng như cộng đồng ai cũng biết câu chuyện đó. Và nếu như thời điểm đó nếu mình không có mạnh mẽ, không có một cái tinh thần để vượt qua thì rõ ràng sẽ không có em ngồi hôm nay để chia sẻ. Thì em muốn nói mọi người rằng là có thể trên con đường cộng, đặc biệt là cộng đồng doanh nhân, trên con đường mình đi sẽ có những lúc mình sẽ gặp những cái chướng ngại vật, và thậm chí mình dẫn dắt con tàu của mình sẽ có lúc có những cái cơn bão ập đến và nó thay đổi hướng đi hoàn toàn của con thuyền, con tàu của chúng ta. Nhưng đừng nghĩ rằng nó là những tai nạn hay là những cái gì tiêu cực, mà hãy nghĩ rằng biết đâu cái việc chuyển hướng con gió nó đi đổi hướng con tàu đó, nó lại là một cái destiny, một cái gì đó may mắn để chúng ta chuyển hướng được đúng thích nghi hơn. Và khi là doanh nhân thì mình đều phải chấp nhận đối diện với rất là nhiều sóng gió, và hãy vượt qua sóng gió đó thì phía sau luôn luôn nó sẽ tốt hơn một chút trước. Đặc biệt là trong cái mùa đại dịch này thì hơn ai hết phải tự mình vực dậy một cái tinh thần rằng là phía trước cứ đi, sẽ đến ngày mai chắc chắn trời sẽ sáng, và chúng ta cứ đi, có một niềm tin cứ đi. Thì nếu như giả sử chúng ta không tới đích thì chúng ta cũng đã enjoy được cái cảm giác mà mình lựa chọn, và mình đã đi với hết tất cả những khả năng của mình. Đến cái thời điểm bây giờ thì chỉ muốn gửi đến tất cả khán giả và tất cả cộng đồng, chúng ta có một cái niềm tin, chúng ta hãy tin ngày mai nó sẽ tốt hơn. Và cái việc đại dịch đến hay là những cái chuyện gì có thể không may xảy đến trong cuộc đời của chúng ta, đôi khi nó sẽ định hướng lại và chúng ta sẽ thay đổi và học được cái tính thích nghi. Thì em nghĩ rằng cái từ khóa mà em gửi đến mọi người đó chính là hãy cứ nghĩ về một cái năng lượng, một cái tư duy tích cực cho ngày mai. Tìm đứng vào ngày mai, một cánh cửa đóng lại và một cánh cửa khác rất là xinh đẹp sẽ mở ra. Cảm ơn Huệ rất nhiều đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn chị Phi Vân. Các bạn vừa mới nghe xong một câu chuyện của một nữ doanh nhân đã trải qua rất nhiều trong cuộc đời của mình, và COVID đối với cô không phải là cái rủi ro lớn nhất mà cô đã đối diện. Qua đó thì chúng ta cũng thấy là có những cái bài học nó nhiều hơn về cái hành trình và sự kiên định trên cái hành trình đó. Từ đại bàn lửa, cái từ khóa thứ nhất mà Phi Vân học được trong cái buổi hôm nay đó là sự tích cực, tâm thế luôn luôn hướng về những điều tốt hơn, làm đứng lên làm lại từ những thất bại và luôn luôn nghĩ về bài toán của tương lai. Đó chính là cái tâm thế của một người doanh nhân có thể thành đạt được. Cái thứ hai mà Phi Vân nhìn thấy trong câu chuyện ngày hôm nay đó là câu chuyện về ý chí. Bao giờ cũng vậy, chúng ta có rất là nhiều rủi ro trong cuộc sống. Covid có thể là một trong những rủi ro đó. Và điều đó không có nghĩa là nó có thể ngăn cản chúng ta
có được những kế hoạch tốt hơn, có được những hành trình tốt hơn và có những dự định tốt hơn cho tương lai. Do đó mà rất mong muốn là mọi người sẽ giữ vững cái ý chí của mình để sau Covid chúng ta lại tiếp tục bắt đầu những cái hành trình mới xinh đẹp hơn và nhiều tương lai hơn. Và cái từ khóa cuối cùng mà Phi Vân học được ngày hôm nay đó là niềm tin. Dù sao đi chăng nữa, tất cả rồi cũng sẽ qua đi và chúng ta đều cũng sẽ có một cái tương lai sáng lạng chờ chúng ta ở phía trước. Nếu như chúng ta tin vào điều đó, thì Phi Vân rất mong là câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay của Đại Bàng Lửa đã mang đến cho các bạn những giây phút có rất là nhiều cảm xúc để các bạn tích cực hơn, các bạn có nhiều ý chí hơn và các bạn có nhiều niềm tin hơn vào tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Cùng Nguyễn Phi Vân trong talk show Nguy cơ phát sóng thứ năm hàng tuần trên vnexpress.net.